Thanh Đoan chào tất cả anh chị em bạn bè khán giả nha. Chúc mọi người một ngày lễ thật nhiều niềm vui nha. Nhân dịp lễ ngày 20 tháng 10 bên mình có tri ân dành tặng cho các chị em mua xe tại cửa hàng xe máy Thanh Đoan nhé. Không phải dành riêng cho các chị em, nếu như mà các ông chồng mà mua xe để tặng vợ thì bên mình cũng có tri ân nhé. Giá cực kỳ rẻ nhé, giảm giá 500 ngàn đồng trên một chiếc xe nhân ngày lễ ngày 20 tháng 10 nhé. Vì thế mọi người nhanh tay ghé cửa hàng xe máy Thanh Đoan ủng hộ mình với nhé. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu một chiếc Novo LX đăng ký 2011 nha mọi người. Biển số thành phố này, xe máy êm nhá, bình đề đầy đủ, mọi chức năng đều hoạt động tốt. Dàn áo chưa một vết tay xước nhé mọi người. Mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nhá. Hôm nay giá bán 8,5 triệu nhưng ngày lễ đi ăn mình giảm 500 ngàn trên một chiếc xe, giá chỉ còn 8 triệu đồng nha mọi người. Rất chi là rẻ luôn. Xe đẹp chưa tì vết luôn nha mọi người. Rất là đẹp mọi người ạ. Giá cực kỳ rẻ luôn đấy. Cái này là hình như bữa hôm khách dán cái đồ chơi vào nha. Nếu như mình không thích là mình gỡ ra được chứ không phải trầy trước gì nha mọi người. Đấy, rất đẹp luôn. Quay cận cảnh cho mọi người xem nhá. Máy là chạm nhẹ là nổ nhá. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nhá. Nhớ bấm like, chia sẻ và bấm theo dõi kênh của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.